báo cáo anh em là có ổ chòe nguyên bản đấy nhá. Ngon lắm luôn, một tuần bắt lông ở một tuần lên này kinh. Như cám của mình là cám mẹ trứng luôn, bắt đầu mổ cám hạt được như chưa cho ăn. Đây con này mổ rồi, để vẫn được nhưng mà chưa cho ăn bộ đấy. Anh em nào mua ổ chòe nguyên bản này là liên hệ cho mình nhá, 0335305982. Đấy, bắt đầu tập mổ rồi. Cám của tôi là cám trứng trộn luôn. Ngày xưa mình nuôi thì một nửa tháng mới lên được, bây giờ nuôi tuần lên luôn. Ổ đẹp, đùa ngon. Hôm đó làm cái ống ra bắt được. Ống mình chế tự làm. Mấy cái bương đi, quét lỗ. Tao còn hai ổ nữa. Một ổ là rồi, một ổ bắt đầu đàn ấp. Hôm trước xem được 3 trứng. Một ổ là rồi. Một tuần nữa bắt được. Còn chờ mấy hốc đầy, chắc được xong một ổ nữa. Nuôi cho lên đỉnh, rồi nuôi bán non nhất được bao tiền. Nuôi lên mua căng.